Hello, xin chào tất cả các bạn. Khi các bạn sử dụng máy in màu thì hiện tại đây là máy in Epson L110. Khi các bạn sử dụng nếu mà các bạn in màu nó bị sai hoặc nó bị lệch màu hoặc là màu ra không đúng, nó bị thiếu màu, màu đen nó bị thiếu hoặc là màu vàng hoặc là một số màu nó bị thiếu, in nó bị lệch màu hoặc là các bạn in cái hình ảnh ra nó bị sọc sọc nó không có đẹp cái hình ảnh thì các bạn hãy làm theo cách mình nhé. Các bạn clean đầu phun, vệ sinh đầu phun và bơm mực vô bằng cách các bạn nhấn giữ nút tròn bên cạnh nút nguồn nha các bạn. Nhấn giữ khoảng 2 đến 3 giây, khi nào đèn nó nhấp nháy, đèn màu xanh này nó nhấp nháy rồi các bạn thả ra là được. Khi đó máy in nó sẽ vệ sinh cái đầu in và hút mực từ các bình mực màu vào. Quá trình hút mực này nó sẽ tốn một ít mực và tốn vài phút. Khi đó lượng mực thải sẽ thải ra ngoài, thì hiện tại máy này mình đã chế mực thải ra bên ngoài rồi, mực thải sẽ chảy ra. Thì cái máy này in nhiều rồi nên bộ chứa mực thải của nó đã đầy. Mình đã gỡ cái bộ mực thải ra và chế ra ngoài. Sau khi các bạn clear xong, các bạn vào máy tính, và các bạn vào trong cái driver của máy in, thì các bạn vào control panel ở Windows 10 hay Windows 7 hay Windows 8, rồi các bạn vào view device and printer. Ở đây mình lựa chọn máy in Epson, chọn printing preference, chọn vào ô maintain, tab maintain và chọn noise chat để máy in ra bản test. Thì hiện tại ở đây main đang clean đầu phun. Sau khi clean đầu phun xong thì nó sẽ in ra cho mình một bản test. Sau khi in ra được bản test này thì các bạn có thể quan sát là màu đen, màu vàng và màu xanh và màu đỏ. Nếu đầy đủ các nét thì máy in của các bạn đã trở về bình thường và các bạn in hình ảnh. Còn nếu như máy in của các bạn thiếu nét như ở ô màu đen này thì các bạn tiếp tục nhấn giữ nút này và clean đầu phun để đầy đủ các nét và máy in của bạn hoạt động trở lại bình thường. Các bạn không nên clean nhiều lần, các bạn clean tầm 3-4 lần thôi, trở lại thôi, không clean nhiều.